Xin chào tất cả quý vị, thưa quý vị, trong video clip tiếp theo này thì em Triệu xin được chia sẻ với quý vị cái cách để cho chúng ta có thể phân biệt được đâu là cái đồ khè ốc xanh hoan ý giá trị và đâu là hàng ốc xanh thường các bác nhá. Bởi vì có rất là nhiều bác đã điện đến cho em hỏi là một đôi cánh hay là một chiếc đĩa như thế này khảm bằng chất liệu ốc đỏ nửa vàng chanh xanh hoa tiên ý bao nhiêu tiền. Thì thực sự cái câu hỏi đấy thì nó hơi bị chung chung một chút, bởi vì đôi khi các bác chưa hiểu rõ về cái dòng ốc xanh hoa ý các bác nhá. Giả sử như cái đôi cánh này đây, các bác có thể thấy được là cái đôi cánh này thì được khảm cái màu nó rất là khác đúng không ạ? Đấy, đây là những cái màu xanh hoa ní các bác nhá. Đây màu xanh hoa ní hay gọi là cái màu lá chuối non đấy ạ, màu bút chuối đấy các bác. Còn đây là xanh thường này. Đấy, đây là màu xanh thường này. Và cái cách để cho các bác có thể phân biệt được thì khi mà ốc xanh hoa ní chúng ta nhìn thẳng nó là màu bút chuối non như thế này. Đấy, còn cái màu xanh thường này đa phần là cái màu xanh nước biển hoặc là xanh da trời các bác nhá. Nó khác nhau này. Và khi mà chúng ta nhìn chéo đi, đấy, nhìn chéo ốc xanh hoa ní này đi, thì nó sẽ chuyển thành màu tím các bác nhá. Nó sẽ chuyển sang màu tím các bác ạ. Còn cái màu xanh này, một là nó vẫn là nguyên màu xanh, hai là chuyển sang màu trắng, ba là chuyển sang màu đỏ. Nếu mà chuyển sang màu đỏ thì gọi là ốc xanh đẹp, quả chất ốc đỏ thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ các bác nhá. Đấy, nó rất là đơn giản như thế thôi, nhưng mà có rất là nhiều bác là chúng ta chưa hiểu được. Giả sử một đôi cánh có ốc xanh hoa ní như thế này thì nó rơi vào đâu đấy là 5 năm đến 60 triệu giả sử như thế. Đấy, còn nếu mà không có ốc xanh hoa ní, nó chỉ có nó đỏ nửa vàng chanh thôi, thì cái giá của nó đâu đấy chỉ loanh quanh tầm 40 triệu thôi. Đấy, các bác có thể thấy được là nó rất là khác biệt đúng không ạ? Hay là như những cái chiếc đĩa như thế này, các bác thấy này, cái màu của cái mặt trời này nó là màu vàng chanh này, vàng chanh ở đây nha các bác nhá, đây gọi là vàng chanh đấy. Còn cái màu xanh này thì gọi là xanh thường không nhá, xanh thường, bởi vì khi chúng ta mà nhìn chéo đi thì nó cũng chỉ là màu xanh thôi, hoặc là nó chuyển sang màu đỏ thôi các bác nhá. Đấy ấy, chứ nó không chuyển sang màu tím đâu các bạn ạ. Khi nào nó phải chuyển sang màu tím nữa thì mới gọi là ốc xanh hoa ní được. Và chúng ta nhìn thẳng thì nó không phải là màu xanh nhạt kia đúng không ạ? Đây các bạn xem này. Đấy, không phải là xanh búp chuối hoặc là xanh lá mạ đấy ạ. Đây các bạn xem. Đây gọi là xanh chất xanh đẹp thôi, gọi là chất xanh đẹp, quả chất ốc đỏ thôi các bạn nhá. Đấy, tất cả trên cái đĩa này thì không có cái xanh hoa ní, bởi vì cái chiếc đĩa này thì nó cũng chỉ có giá là loanh quanh đầu đấy trên dưới 20 triệu thôi, thì làm sao mà có ốc xanh hoa ní được các bác thấy không? Đấy, chiếc đĩa này thì được khảm bằng chất ốc đỏ vàng chanh các bác nhá. Tích bát tiên. Đấy. Còn nếu mà những cái tán cây này mà em mà cắt ốc xanh hoa ní vào đây thì ít nhất nó phải trên 10 triệu tiền ốc nữa, thì cái đĩa này nó ra ba mấy 40 triệu cái đĩa này. Đấy, thì cái đĩa với cái đĩa gỗ hương này thì đường kính 43 này thì thực sự giá nó cũng hơi là cao một chút đúng không ạ? Nhưng mà khi mà em làm cái chất ốc xanh, chất ốc đỏ này vào đây thì giá thành nó sẽ hợp lý hơn. Còn các bác nào mà chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta có thể chơi cái dòng ốc xanh hoa ní này, nhưng mà nó phải là chuẩn ốc, có xem này. Đấy, quay chéo đi, nó phải là chuyển sang màu tím này các này. Đấy, chuyển sang màu tím này, nó sẽ là ốc xanh hoa ní các bác nhá. Còn bình thường kia thì nó là ốc xanh thường thôi. Và quý vị đừng quên ủng hộ em bằng cách là bấm nút đăng ký kênh, để mỗi khi em đăng video clip mới thì bác sẽ là những người nhận được đầu tiên. Và xin chào và hẹn quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.